Xin chào các anh youtuber đẹp quá mê shop. Hôm nay em sẽ gửi đến các anh giới thiệu các anh một sản phẩm bật lửa đến từ thương hiệu của Boy, một sản phẩm bật lửa đồng với cái mã hàng của nó là K507 các anh nhé. Các anh có thể truy cập website ame.vn có tìm kiếm là 507 để xem được hình ảnh chi tiết cũng như là thông tin thêm về sản phẩm này. Đấy, hiện tại thì hàng của ame shop về thì thường thì từng đợt lô thì sẽ có hàng của Cowboy cũng như là Rozo. Đấy, hai sản phẩm này thì là hai sản phẩm của hai thương hiệu Cowboy Rozo cùng đồng sản xuất, nên là hạn lô hàng về thì sẽ một là Cowboy hoặc cả là Rozo các anh nhé. Hoặc các anh nào mà thích cái thương hiệu nào thì có thể nhắn Ameshop thì Ameshop có thể lấy đúng cái thương hiệu cho các anh nhé. Đây, một cái sản phẩm được đựng trong hai lớp. Đây, lớp trong cũng là một chiếc hộp giấy giả da. Đây, sản phẩm của chúng ta thì cũng bao gồm một bộ giấy tờ của hãng Cowboy này, cũng như là một chiếc túi vải mình có thể bỏ chiếc bật lửa đây nhé. Đấy, đây là tiện. Đây. Đây. Trên đây là mẫu 507 đến từ thương hiệu Cowboy. Đây, dưới mộc đáy này có khắc logo thương hiệu Cowboy cũng như là mã hàng là 507, chất liệu đồng các anh nhé, màu đồng xước bụi rất là đẹp. Cái màu đồng xước bụi này thì được phần lớn canh rất là yêu thích luôn, bởi vì là cái đồng xước bụi này nó kiểu già cổ này, đầu tiên nó kiểu già cổ và mình nó có các vết xước răm li ti như này, thì khi mình sử dụng ấy thì mình tránh được cái việc bị xước một chút thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái mỹ quan của sản phẩm. Đấy, một sản phẩm sử dụng xăng đá. Đấy, mình có thể vặn rút cái ruột này ra để thay đá cũng như châm xăng nhá, rất là dễ dàng. Đấy. Đấy. Thiết kế đánh lửa kiểu cần cối. Đây. Đấy. 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 Thiết kế rất là đẹp. Nếu anh nào mà kết cái sản phẩm này, các anh có thể comment số điện thoại bên dưới cái video này, hoặc là để tiết kiệm thời gian các anh liên hệ trực tiếp lại Ameshop qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình các anh nhé. Đấy, sẽ có nhân viên của Ame gọi điện cho các anh cũng như là tư vấn cho các anh thêm về sản phẩm. Đấy. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ.